Thưa quý vị, Chính phủ đã ban hành nghị quyết số 33 về một số giải pháp tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh và bền vững. Trong đó, yêu cầu ngân hàng nhà nước thực hiện các biện pháp thích hợp để giảm bớt khủng hoảng tín dụng cho các doanh nghiệp bất động sản nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững của thị trường này. Theo đó, ngân hàng nhà nước được yêu cầu quản trả nợ hoặc cơ cấu lại nợ xấu đối với một số công ty bất động sản để họ có thể tiếp cận các khoản vay mới tốt hơn. Nghị quyết cũng nêu rõ Ngân hàng nhà nước yêu cầu các ngân hàng thương mại xem xét tiết giảm chi phí hoạt động để đảm bảo có dư địa giảm lãi suất cho dây đối với người mua nhà và các dự án bất động sản. Cũng theo nghị quyết này, chính phủ giao ngân hàng nhà nước chủ trì triển khai chương trình tín dụng gói tín dụng khoảng 120.000 tỷ đồng. Các ngân hàng thương mại trong đó chủ lực là 4 ngân hàng Aribank, BIDV, Vietcombank và Viettinbank sẽ cho chủ đầu tư và người mua nhà các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, dự án cải tạo xây dựng lại chung cư cũ, dây với lãi suất ưu đãi thấp hơn 1,5 đến 2% so với mức lãi suất bình quân trung dài hạn của các ngân hàng thương mại nhà nước trên thị trường. Đồng thời phối hợp Bộ Xây dựng và các bộ ngành cơ quan có liên quan xác định danh mục dự án, đối tượng, điều kiện, tiêu chí được thụ hưởng chương trình dây ưu đãi.